căn nhà bị lốc xoáy, toàn bộ hàng hóa mua bán bị thiệt hại hoàn toàn. Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thanh Thùy ở xã Hòa Thuận, huyện Dòng Triền hiện tại. Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo lốc xoáy vừa qua, căn nhà mới được xây dựng hơn 6 tháng của chị Thùy bị sập toàn bộ, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng giá trị căn nhà và hàng hóa mua bán của gia đình Chị Trần Thanh Thùy là thành viên tích cực đồng hành cùng đội xe 68 trong việc dẫn động hàng hóa nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão lũ tại miền Bắc vừa qua. Trước những khó khăn của gia đình, đội xe 68 thành phố Rạch Giá dẫn động các thành viên và các mạnh thường quân để hỗ trợ gia đình chị. Qua 2 ngày vận động, đội xe 68 tiếp nhận được hơn 23 triệu đồng. Sau đó, các thành viên đã đến tận gia đình để trao hỗ trợ cho chị Trần Thanh Thùy Việc làm kịp thời của đội xe 68 góp phần sang sẻ một phần khó khăn mất mát của gia đình chị Thanh Thùy, giúp gia đình có thêm động lực để khắc phục khó khăn hiện tại, sớm ổn định cuộc sống.